Danisa Cranberry, món quà lý tưởng tỏ bày tri ân. Danisa Cranberry, món quà lý tưởng tỏ bày tri ân. Anh chưa yêu em, anh chưa yêu em, anh chưa yêu em đến vậy đâu. Anh chưa thương em, anh chưa thương em, anh chưa thương em đến vậy đâu. Vậy nên người mãi buông tay dễ dàng như thế. Để biết em nhớ anh nhiều nào, em đi sâu
thấy em yêu anh nhiều nào. Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia? Và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia? Chào nhau, trái tim đậm sâu giữa ngân hà, em biết đâu là biết đâu một sớm mai khi mà cần bao lâu, chờ bao lâu, đợi bao lâu, tình trong nhau mãi thôi đậm sâu giữa ngân hà, giữa ngân hà. Biết đâu là biết đâu là biết đâu là hành tinh của hai chúng ta, một nơi của riêng chúng ta. Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà. Biết đâu là biết đâu là biết đâu là hành tinh của hai chúng ta ở một thế giới còn rất rất xa. Em chưa yêu anh, em chưa yêu anh, em chưa yêu anh đến vậy đâu. Em chưa thương anh, em chưa thương anh, em chưa thương anh đến vậy đâu. Vậy nên người mới buông tay dễ dàng như thế. Nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh, nhưng em yêu anh rất đậm sâu. Nhưng em thương anh, nhưng em thương anh, nhưng em thương anh rất đậm sâu. Vậy nên chẳng thể buông tay dễ dàng. Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà. Biết đâu là biết đâu là biết đâu là hành tinh của hai chúng ta, một nơi của riêng chúng ta. Giữa ngân hà, giữa ngân hà, giữa ngân hà. Biết đâu là biết đâu là biết đâu là hành tinh của hai chúng ta ở một thế giới còn rất xa. Wow, thưa quý vị, một liên khúc mà tôi tin chắc rằng sắp tới là trending nữa, đến từ hai dòng hát mà hiện nay đang rất được yêu thích, thưa quý vị, Quân AP và Miracle. Bài hát Anh Chưa Thương Em Tới Vậy Đâu có 40 triệu view trên tất cả các nền tảng, cũng như là được replay rất là nhiều trên mạng xã hội và top trending khi mà có mặt ở trong The Masked Singer. Cái bài hồi nãy hát anh nghĩ chắc cũng sẽ trending tiếp y chang như vậy thôi. Yeah. Và thưa quý vị, chúng tôi rất là vui khi mà tổng kết lại một năm, chúng ta thấy có rất là nhiều những chương trình chất lượng đến từ đất Việt. VAC đã mang đến nhiều giá trị tốt đẹp, không những chỉ là khán giả mà với cả nghệ sĩ, đặc biệt là những bạn trẻ như là Mira Trần. Nói về thành tích của The Masked Singer thì có thể kể đến ngày mai chưa hết, tại vì chúng tôi thật sự có những con số nó amazing. Một cái show truyền hình thực tế mà quý vị thấy là nó có trên 1 tỷ lượt xem trên mọi nền tảng. Và đặc biệt là chúng tôi tổ chức được một cái live concert, lần đầu tiên mà một cái concert được bán trên 2 vạn vé. Đó là một con số thật sự ấn tượng, và đêm đó là một đêm cực kỳ khó quên. Chưa bao giờ mà tôi thấy người ta yêu nhạc nhiều như vậy, mưa có nhiễu cũng mặc áo mưa ngồi ra xem. Rất là cảm động. Chính vì những cái tình cảm đó cho nên The Masked Singer được khán giả yêu cầu rất là nhiều. Và hình như các nhà tài trợ có nghe thấy điều đó, thưa quý vị. Họ hiểu nhu cầu khán giả và họ đã đến với chúng tôi. Cho nên thông tin mới nhất đó là The Masked Singer mùa 2 sẽ coming soon. Yeah.